Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ không giới thiệu đến các bạn một mẫu sản phẩm đồ chơi nào cả. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một cuốn sách. Và đây là cái hộp đựng cuốn sách này. Cuốn sách tôi sắp giới thiệu đến các bạn, nó có tên gọi là S365 Đông Dương Xinh Đẹp Và Kỳ Vĩ. S365, đây giống như là một dòng sách vậy đó các bạn. Và dòng sách này nó sẽ là giới hạn 365 cuốn thôi, và được Đông A phát hành trong năm nay, gần đây thôi, trong tháng này luôn, với giá là 3 triệu đồng. Và mỗi một cuốn sách sẽ được đóng dấu từ DA001 đến DA365. Mỗi một cuốn sách sẽ là một bản phát hành duy nhất các bạn nhé, tức là không có cuốn nào có số trùng với cuốn nào cả, mỗi cuốn là một số. Và cái hộp sách như các bạn thấy, ở bên ngoài hộp nó sẽ được bọc vải màu dạng như là cái màu da như thế này. Bọc vải các bạn nhé, nhìn nó rất là trang trọng. Và trên cái nắp của cái hộp đó các bạn, nó sẽ có hai cái logo. Một cái là cái logo tủ sách Đông Dương, và một cái là cái logo của Đông A. Và hai cái logo này được làm bằng đồng đó các bạn, nhìn nó rất đẹp, rất là sang trọng các bạn thấy. Và chúng ta sẽ mở ra để xem bên trong các bạn nhé. Rất là nặng luôn. Đây, nó sẽ nằm ngang như thế này và chúng ta sẽ mở ra như vậy. Và các bạn thấy nè, bên trong đó các bạn, bên trong cái hộp nó sẽ là một cái lớp vải nhung màu xanh lá. Còn đây, để tôi mở lên cho các bạn coi nhé, khá là nặng đó. Còn đây là cuốn sách của chúng ta. Bây giờ tôi sẽ lấy ra nhé, để chúng ta dễ thấy hơn. Đây các bạn, cuốn sách này. Thực sự nói với các bạn đó là làm clip review thì tôi để như thế thôi, chứ do cái cuốn sách này nó nặng quá. Nếu như chúng ta để như thế này trong một thời gian dài thì nó sẽ dễ bị bung keo, bung cái phần gáy ở phần sách này các bạn nhé. Cho nên nếu như chúng ta muốn để nó đứng đó thì chúng ta nên làm một cái cục gỗ, một cái cục gỗ để chúng ta để vào đây nè, để nó chịu lực bớt, để cho nó không có bị bung keo, bung gáy các bạn nhé. Còn bây giờ thì tôi làm clip review thì tôi làm nhanh thôi, rồi tôi sẽ để nó nằm xuống như thế này. À, đây các bạn. Và cuốn sách này có cái bìa được bọc bằng da microfiber. Da microfiber là gì các bạn? Tôi cũng không rành lắm đâu, tôi tìm hiểu được ở trên mạng thôi. Và bây giờ tôi sẽ nói ra cho các bạn nhé. Microfiber, chúng ta dịch ra nó là sợi nhỏ hay là sơ vi mảnh đó các bạn. Thì da microfiber này là da nhân tạo từ sơ vi mảnh. Đây là bước phát triển mới của da nhân tạo truyền thống. Loại da này có thành phần chính là sơ vi mảnh. Sơ vi mảnh ở đây là gì tôi không biết đó các bạn. Có vẻ như nó là những sợi sơ mà nó mỏng manh đó các bạn, tôi hiểu là như thế. Ngày nay nó được sử dụng nhiều để thay thế cho da thuộc. Da thuộc theo như tôi biết thì nó là loại da tự nhiên, tức là da được sản xuất từ bộ da của động vật. Da từ sơ vi mảnh được sử dụng trên 10 năm nay trên toàn thế giới và nhu cầu ngày càng tăng cao. Ở nước ta, đây là loại vật liệu mới được sử dụng với số lượng chưa nhiều. Một phần là do người sử dụng thiếu thông tin về loại da này. Một phần nữa là do thói quen sử dụng da tự nhiên từ nhiều năm nay. Da từ sơ vi mảnh là da nhân tạo tổng hợp, là sự mô phỏng công nghệ cao từ da thuộc thành phẩm. Nó mô phỏng cấu trúc của da thuộc đó các bạn. Ý là giống như là nó sẽ tái hiện lại cấu trúc của da thuộc, da tự nhiên. Tôi giải thích nó cũng như không thôi các bạn ha. Thôi kệ, các bạn thông cảm đi. Nếu như các bạn làm hoặc là có liên quan đến cái ngành da này nọ thì các bạn sẽ hiểu rõ. Còn tôi thì tôi không có liên quan đến cho lắm, tôi không biết rành cho lắm, cho nên tôi chỉ nói theo những gì tôi tìm hiểu được thôi. Nó sử dụng nguyên liệu ban đầu là sơ siêu vi mảnh, gọi là sea island, và nhựa polyuretan. Đọc tiếng Anh không biết có chuẩn hay không nữa, chắc sai quá. Nhựa polyuretan chất lượng cao, sử dụng công nghệ sản xuất vải không dệt xuyên kim. Mục đích ban đầu của tôi tìm hiểu về thông tin về cái loại da này đó các bạn, là muốn cho các bạn hiểu rõ hơn về cái loại da này. Tuy nhiên thì sau khi các bạn nghe tôi đọc những gì tôi tìm hiểu thì có lẽ rằng các bạn càng mịt mờ hơn thì phải. Tôi cảm nhận được là như vậy. Sử dụng công nghệ sản xuất vải không dệt xuyên kim để tạo cấu trúc 3D. Các đặc trưng của da từ sơ vi mảnh khá tương đồng với da thuộc. Ngoài ra, các tính chất vật lý và hóa học của chúng còn tốt hơn da thuộc. Wow, tức là nó sẽ có những cái đặc trưng tương đồng với da thuộc
mà bên cạnh đó nó còn có những cái yếu tố có phần tốt hơn da thuộc nữa đó các bạn. Và một vài cái đặc trưng của da nhân tạo microfiber đó chính là có ngoại hình tốt hơn da thuộc và hiệu ứng bề mặt có thể đạt được như da thuộc, tức là về độ mỏng nè, về cái độ láng mịn này nọ nè, thì nó có phần là nó nổi trội hơn da thuộc, nó nổi trội hơn là da tự nhiên nữa các bạn. Có độ bền xé, độ bền mài mòn, độ bền kéo đứt tốt. Có nghĩa là khi chúng ta cầm cái miếng da này và chúng ta xé thì nó sẽ có cái độ bền hơn. Hoặc là chúng ta cầm, chúng ta mài qua mài lại để cho nó mòn thì nó cũng sẽ bền hơn. Hoặc là chúng ta kéo giãn nó ra đó các bạn, thì nó cũng sẽ có cái sự chịu lực tốt hơn so với da thuộc. Bên cạnh đó thì nó còn chịu nhiệt, chống axit, chống kiềm tốt, tức là nó chống được những cái hóa chất này nọ đó các bạn. Và một điểm nữa là không bị phai màu. Nếu như da thuộc chúng ta để ở ngoài một thời gian thì có thể là nó sẽ phai đi, da đỏ thì nó sẽ phai đi, còn màu hồng, màu xám nó phai đi thì còn màu trắng. Thì da này của chúng ta, da microfiber này, nó sẽ không bị phai màu như da tự nhiên các bạn nhé. Có khối lượng nhỏ, mềm, khả năng thông hơi, thông khí tốt. Cảm giác sờ trên tay nó mềm và dễ bảo quản trong quá trình sử dụng. Chúng ta sờ trên tay đó thì nó có một cái độ mềm nhất định đó các bạn. Có khả năng kháng khuẩn, chống nấm mốc, chống mối mọt tốt. Thì đây là những cái đặc trưng, những cái đặc tính về cái loại da này mà tôi tìm hiểu được thôi. Nhưng mà tôi không có đủ một khoảng thời gian dài để chứng thực được những điều trên, cho nên tôi cũng không biết chính xác là như thế nào các bạn nhé. Và đây là cái phần bìa của sách nè các bạn thấy. Có hoa văn chìm. Đây, những cái hoa văn nó đóng chìm như thế này, nhìn nó rất là đẹp các bạn. Bìa có một cái khung tên. Đây là cái này nè. Và được làm bằng sơn mài các bạn nhé. Nó rất là đẹp luôn. Đấy các bạn thấy, nó ống a ống ánh lên như thế này nè. Đông dương xinh đẹp và kỳ vĩ. Wow, thật là tuyệt vời luôn á. Cái khung này nó rất là giá trị luôn. Và bốn góc của bìa nó sẽ được đóng bốn cái đinh tán như thế này. Ok ha. Còn cái phần gáy sách đó các bạn, gáy sách thì nó sẽ là hoa văn dập chìm. Đâu để tôi xe cho các bạn xem nhé. Đây, phần hoa văn dập chìm nè các bạn. Và cái phần tên sách đó, nó sẽ được dập nhũ rất là đẹp luôn. Và cái phần gân của gáy sách nè, nó nhô lên như thế này. Nhìn cuốn sách nó có một cái cảm giác rất là sang trọng, rất là quý phái luôn. Và cái bìa sau của chúng ta nè các bạn, dính keo nè, gỡ ra. Bìa sau nó cũng dập nhũ và dập thêm cái tên của cái nhà xuất bản này là Đông A nè. Hay không? Dập chìm các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tới cái phần ruột sách. Chúng ta nhìn tới cái phần bụng sách trước nhé. Đây các bạn thấy nó sẽ có những cái hoa văn nè. Đây chính là cái công nghệ, cái công nghệ gọi là in thủy ấn đó các bạn. Tức là sao? Thủy ấn tức là sao? Tức là đơn giản như thế này nè, một cái thùng nước và nó sẽ đổ những cái màu sơn như thế này vào cái thùng nước đó. Rồi sau đó cái phần ruột đó sẽ nhúng vào và rút lên, nó sẽ cho ra cái hoa văn như thế này. Và chính vì cái thủy ấn này đó các bạn, cho nên 365 cuốn sách nó sẽ cho ra 365 mẫu khác nhau, không có cuốn nào như cuốn nào cả các bạn ạ. Đây là một cái sự đặc biệt đó, và nó tạo nên một cái sự độc đáo riêng cho từng cuốn sách Đông Dương xinh đẹp và kỳ vĩ như thế này. 365 cuốn là độc bản, không có một cuốn nào giống cuốn nào cả. Và ruột sách đó các bạn, đây nữa nè, cái này cũng là thủy ấn nữa nè, mặt trong nè các bạn, cho các bạn xem nhé. Cái phần ruột sách đó các bạn thì nó được in trên cái khổ 38 x 27,5 cm trên giấy phọt kem, định lượng là 180 GSM. Đây, giấy phọt kem nó là như thế này nè các bạn. Phọt kem nó sẽ có cái màu ngà ngà chứ không phải là trắng tinh, và cái định lượng của nó khá là cao, giấy khá là dày đó các bạn. Và in bằng công nghệ mực vi sinh,
Ồ thì tôi tìm hiểu là tôi biết là công nghệ vi sinh là như thế, nhưng tôi cũng không phải là người ở trong ngành in ấn cho nên không biết vi sinh là như thế nào các bạn ạ. Và nó sẽ chừa ra những cái trang trống như thế này nè. Wow, tuyệt vời ha. Quá đẹp luôn, in phong chữ cũng rất là đẹp nè. Các bạn thấy tặng ngài Paul Dormer toàn quyền Đông Dương thuộc Pháp từ năm 1897 đến năm 1902. Người đã tích cực khởi xướng cuộc phát triển kinh tế phồn vinh cho thuộc địa Đông Dương chúng ta. Xin trân trọng danh tặng tác phẩm này. Chữ ký có vẻ như đây mới là ông tác giả nè. Và cái dòng này là ông tác giả này dành để tặng cho ông này. Tiếng Pháp mà không biết đọc thì các bạn nhìn thôi ha. Và vài nét về tác giả nè. Đúng rồi, đó, đây, ông tác giả đây. Tuyệt vời quá, đẹp quá. Sách được in ấn rất là đẹp, rất là trang trọng luôn các bạn. Tác giả là người Pháp. Dịch và chú giải là Lưu Đình Tuân. Chắc là bác dịch giả này chắc cũng là rất là lớn tuổi rồi, hoặc là đã mất rồi. Ok, tôi cũng không biết nữa, có gì tôi nói sai thì các bạn thông cảm nhé. Wow. Và bây giờ chúng ta xem nhé. Như tôi đã nói ngay lúc đầu đó, là mỗi một cuốn sách sẽ được đánh dấu từ DA001 cho đến DA365. Thì bây giờ chúng ta xem cuốn sách này là số mấy các bạn nhé. Mở ra từ đằng sau này. Thực sự với các bạn là khi làm clip review đó rất là sót luôn, vì nó quá đẹp. Cầm một cuốn sách ở trên tay có cảm giác rất là nâng niu luôn các bạn ạ. Mặc dù rằng đây là phiên bản S365, tức là chỉ 365 cuốn thôi, nhưng ở đây vẫn là in 2000 cuốn. Thực sự nếu như đây là S365 thì thiết nghĩ Đông A nên in riêng 365 phiên bản này thôi. Còn những cái cuốn khác á, những cái phiên bản khác đó thì in để cái số lượng in riêng thì nó sẽ tăng cái giá trị hơn. Còn ở đây là có vẻ như là xin phép hàng loạt đó các bạn, xin phép một lần 2000 cuốn luôn, thì 365 cuốn là để dùng qua cho phiên bản đặc biệt này, phiên bản giới hạn này, và những cuốn còn lại là in trên bìa cứng chẳng hạn như vậy. Có vẻ như là để tiện lợi cho việc xin phép này nọ thôi, nhưng mà vô hình chung thì nó sẽ làm mất đi một phần nào giá trị của cuốn sách. Nếu như để 365 cuốn thôi thì nó sẽ giá trị hơn rất là nhiều đó các bạn. Và đây sẽ có một cái truyện son của Đông A nè, được đóng đỏ như thế này. Và đây là cái số thứ tự của cuốn sách này, DA220. Wow, tuyệt vời ha. Và cuốn sách này đó các bạn, đa phần thông tin thì sẽ rất là ít, nhưng mà hình ảnh thì sẽ rất là nhiều các bạn. Hình ảnh như thế này nè, hình ảnh rất là đẹp luôn. Và tôi thực sự là không thể nào xô hết ra được từng trang đến các bạn, mà chỉ cho các bạn xem một vài trang mà thôi. Chủ yếu chính vẫn là những thông tin bên lề này nọ về cuốn sách này nọ. Wow, những cái hình ảnh này chắc có vẻ là chúng ta sẽ rất ít thấy. Những hình ảnh về Việt Nam này nọ các kiểu đó, vào những năm 1900 hoặc là những năm 1890 mấy chẳng hạn, cả trăm năm về trước đó các bạn. Những hình ảnh tư liệu rất là quý giá. Đây. Và giấy rất dày các bạn nhé. Dày và rất là tốt. In rất là đẹp luôn. Và đó là tất cả những gì tôi muốn giới thiệu đến các bạn, review gửi đến các bạn về cuốn sách này. Các bạn thấy cuốn sách này như thế nào? Có thể các bạn thấy rằng với một cuốn sách như thế này, giá 3 triệu thì các bạn thấy nó mắc. Và lúc đầu đó, khi mà tôi thấy Đông A có thông tin là sẽ ra cuốn sách thuộc cái dòng S365 với giá 3 triệu thì tôi cũng rất là đắn đo, rất là suy nghĩ. 3 triệu đồng để mua một cuốn sách hơi bị phí, suy nghĩ là như thế. Nhưng khi đã ra rồi, đã cầm trên tay rồi một cuốn sách như thế này thì phải nói rất là tuyệt vời các bạn ơi.
không điểm gì để mà chê cả. Nó đẹp về hình thức, nó có cái giá trị của riêng nó. Và 365 bản với sự khác biệt nhất định, không có cuốn nào giống cuốn nào cả. Nó làm tăng cái tính giá trị sưu tập lên rất là nhiều. Nói gì nữa nè, quá ư là hài lòng về cái độ đẹp của cuốn sách này, về cái sự đáng giá trong sưu tập của cuốn sách này. Còn các bạn thấy cuốn sách này như thế nào thì hãy comment chia sẻ ý kiến ở bên dưới nhé. Clip đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Bye bye!